chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chữa đề thi ngữ pháp Đầu tiên là môn đai số 7, câu 31 Ano hito hito no ike o kiki Shinai de jibun no bakari suru Người kia ấy, thì không nghe ý kiến của người khác Mà chỉ toàn có khẳng định Toàn có những cái khẳng định của bản thân thôi Toàn khăng khăng cái của riêng mình Mà để mo to và o Thì chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đáp án số mấy đây các đúng là đáp án số 2 đúng nhỉ? Dạng thức cố định là động từ thẻ mát sự bỏ mát cộng với lại sinai để có nghĩa là không làm cái điều đấy. đấy. Ở trong tiếng Việt mình sẽ dịch là nghe cũng không thèm nghe ấy. Thì trong tiếng Nhật nó cũng có cái tương tự như vậy nhé. Không phải là ma tô hay là o. Câu số 32. Saki kaimono Komini ni yote. Etiemu de. Okane wo oroshite kita. Ban nãy đi mua sắm này tôi ghé combini để rút tiền thì ở đây rõ ràng là đằng trước là hành động là đi mua sắm đằng sau lại là một hành động khác là rút tiền đúng không vậy thì sẽ sử dụng cái dạng thức nào no ba ai là trường hợp không phải nishite wa so với no tsude ni tiện thể và toyu no wa là giải thích cái việc đúng đây sẽ phải là ba đúng không tiện là đi mua sắm thì tôi ghé atm tôi rút tiền luôn câu số 33 Terebi bangumi de ở trên chương trình TV này Watashi <laughs> no Trái đất mà chúng ta đang sống ấy à, Liệu rằng là nó được hình thành như thế nào Vậy các bạn thấy là đây một câu hỏi đúng không Đấy, đây là một câu hỏi này Vậy sẽ đi với cái gì? tô là cuối cùng nó là có kết quả đây không phải là kết quả nhé đây là câu hỏi osora cự là có lẽ không phải mamona cự là sắp đi với lại dạng à, tương lai nhưng đây là quá khứ rồi loại itai đáp án đúng của chúng ta sẽ là bốn đúng không cái chữ itai này ấy, nó là chữ nhất và chữ thẻ nó là rút cục đúng không nhỉ đây trái đất của chúng ta rút cục là nó được uh, hình thành như thế nào thì gì đấy thì uh, chúng ta sẽ cùng nhau uh, tìm hiểu xem những cái bí mật về cái sự ra đời của trái đất đổi thành màu đỏ cho dễ nhìn câu số ba tư Ishano cho to <laughs> câu này là câu mà chúng ta không cần phải dịch hết nghĩa cả câu Chúng ta vẫn làm được bởi vì đây là một câu hỏi về cách chia Ở đây là ngữ pháp Nishitagate sẽ đi với động từ Beru đúng không? Như vậy là Sagaru sẽ phải chia ở dạng gì nhỉ? Đây, đoạn số 1 không phải là rự cũng không phải là tà hay là tê tà nhá ngữ pháp nishitagate chỉ đi với lại gì đây nhỉ chỉ đi với lại uh, động từ rự thôi nếu nó danh từ nhưng mà đây không có danh từ nào cả câu này là theo điều tra của công ty x ấy, thì tỷ lệ mà phư tăng tỷ lệ mà gánh vác việc nhà của các ông chồng trong uh, những cái gia đình trong những cái cặp vợ chồng mà cùng cả hai người cùng làm việc ấy tomo Bataraki là cả vợ cả chồng cùng đi làm thì khi mà tuổi của các ông chồng càng tăng lên ấy, ấy thì cái tỷ lệ làm việc nhà càng cũng càng tăng lên câu số 35 mươi lăm ni hai influenza no kanja fueru bước vào tháng 12 thì cái số bệnh nhân bị uh, bị cúm ấy thì tăng lên hodo da made ipo da và shidai da ở đây các bạn thấy có động từ fueru là động từ mang tính chất biến đổi đúng không à, thì hợp lý nhất sẽ phải là đáp án số mấy đáp án số 3 ipo ipo có nghĩa là ngày càng chiều hướng ngày càng tăng tiến đúng không nhỉ hodo da là đến mức này made là đến mức độ nào đấy shidai da không phải Câu số 36. Waga kuni wa sekiyu ya a sekitanado no enerugī shigen ga hotondo nai tame. Đất nước của tôi ấy thì bởi vì hầu như là không có cái tài nguyên uh, năng lượng chẳng hạn như là uh, dầu mỏ hay là than đá. Vì vậy, làm sao đây nhỉ? Vì vậy này Dựa vào nhá Các bạn thấy là động từ là động từ uh, Là dựa vào cái nguồn nhập khẩu từ nước ngoài Đấy Thì là vì không có cho nên là buộc phải dựa vào đúng không Đúng sẽ là đáp án số 1 ra ra Oe này Có nghĩa là buộc phải là làm điều đấy không có cách nào khác ngữ pháp này là ngữ pháp chúng ta được học ở trong trình N2 vừa rồi số 2 là qua wake ni wa ikanai là không được dựa vào sai này. Số 3 là taioranaide này có nghĩa là chắc chắn là không dựa vào sai. Và 4 là taiorikoto ni hokanaranai à chính là cái việc dựa vào. Ở đây không phải nhấn mạnh cái sắc thái là chính là giống như là mấy câu những người sẽ phát triển đất nước chính là các bạn hay là gì nhỉ? Nguyên nhân gì đó chính là cái gì đấy thì sẽ dùng Nihokanara này nhưng mà ở đây không mang tính chất đó do vậy chúng ta sẽ không sử dụng ngữ pháp này đúng sẽ là một nhá buộc phải dựa vào cái việc nhập khẩu chứ không còn cách nào khác câu số 37 bảy cai ở công ty này uketsuke eisha no yamashita yamashita sama ga uketsuke de gì đó Ah, wakarimashita sugu ikimasu Uh, có ngài Yamashita ở công ty A ấy đang chúng ta thấy là đợi đúng không nhỉ? Đấy, vâng, tôi biết à ở uh, tôi biết rồi, tôi sẽ đi ngay. Omachi desu là, là dạng tôn kính ngữ của gì đấy? Của Matemas đang đợi. Đáp án chính xác sẽ là đáp án số 1. Câu số 2 là Orimas. Orimas là khiêm nhường ngữ của imas loại ở đây phải dùng tôn kính nhá bởi vì là đằng trước là đối tác này, đấy, ngày này của công ty A thì phải dùng tôn kính ngữ. Câu 3 là omachi Sai đây là tôn kính ngữ thế nhưng mà lại dùng lại dạng là gì nhỉ? là nói một ai đó hãy đợi là sai. Không phải. Ở đây phải là người này đang đợi. Câu số 4 là matte itadakemasu một câu xin phép đúng không? Bảo là đối phương à, à một câu đề nghị, bảo là đối phương đợi mình. Sai. Câu số 38. Restaurant Hayama no ranchi <laughs> wa e ranchi ka be ranchi no ni shurui. Gì đó? Erabe nay kedo totemo oishi. Cái à, bữa trưa của cái nhà hàng à, Hayama ấy thì mặc dù này mặc dù ở đây các bạn thấy là erabe <laughs> nay là ở dạng thể nai đúng không? Có nghĩa là không thể chọn Vậy thì chắc chắn là phải DVC cờ để nó thành là chỉ chọn đúng không nhỉ? Chứ nếu không thể chọn thì thì sai mất. Đấy. Vậy thì còn 1 và 3. Vậy thì chọn từ cái gì đó thì phải dùng cà đúng không? Như vậy đúng sẽ là phải là đoạn số 3 nhé. À, mặc dù này chỉ có thể chọn từ hai cái set từ hai cái loại uh, set ăn là A hoặc là B thế nhưng nó rất là ngon. Đấy, chọn từ cái gì đó phải dùng cà và phải dùng si cộng với để mang thành ý khẳng định. Câu số 39. Kino watashi ga notta hikoki wa ima made notta dono gì đó chi cái máy bay mà tôi đi hôm qua ấy nó nhỏ đằng trước đây là những cái máy bay mà tôi lên từ trước đến giờ. Vậy thì cái máy bay này làm sao đấy? Nhỏ hơn đúng không? Vậy thì chúng ta phải dùng lá số 2. Yorimo Đấy Và lại các bạn các bạn để ý đây có từ dono này Thông thường là dono Nó sẽ là đằng sau phải có mô nhá Nhỏ hơn mọi cái đằng trước No warini là so với uh, nó Nhưng mà nó không dùng để so sánh hai cái đối tượng kiểu như thế này Mà no warini nó hay kiểu như là So với cái giá đúng không Đấy So với giá thì uh, nó, 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 tốt hay là nó xấu ấy, cái đánh giá kiểu đó cơ. Ichiban là nhất. Nếu mà nhỏ nhất ấy thì phải là trợ từ đệ. Đấy. Và cũng không dùng là có từ dono đằng trước nhá. Nếu mà muốn nói là cái máy bay mà tôi lên hôm qua nhỏ nhất trong số những máy bay tôi đã từng lên thì phải nói là Imamade notta hikoki de hoặc là notta hikoki no naka de ichiban chứ không phải dùng trợ từ ga như này. No hoga, no hoga có nghĩa là cái đằng trước no hoga có tính chất đó. Vậy thì cũng không hợp nghĩa trong cái trường hợp này Loại Câu số 40 Kami ga itande shimau no de Kami o aratta wa Nureta gì đó Shikari kawaso Bởi vì ấy là tóc sẽ bị hư tổn Cho nên là sau khi gội đầu Đây là ướt này Hãy làm khô cẩn thận Koto ni naranakute yoninatemo, ke ni bà và ma ma ni ở đây rõ ràng là về sau là bảo làm khô cẩn thận đằng trước lại là ướt thì có nghĩa là không đừng có để ướt đúng không như vậy đúng đây phải là 4 ma ma ni là trạng thái này trạng thái giữ nguyên SEZU là sinai Đấy đừng có để ướt mà hãy làm khô ke ni bà là nếu chỉ để ướt vô nghĩa yoninatemo không đi với lại thể tà như này Tương tự cô tố Nina Rana Kute cũng là gây nhiễu, không phải nhé. Câu 41 Người A, người B nói chuyện với nhau. Saikin genki nai mitai dakedo. Doushita no? Gần đây trông cậu có vẻ không được khỏe nhỉ? Thế có chuyện gì vậy? À, wakareta kare no koto ga nakanaka wasure darena kute. Ừ, tớ không thể nào mà quên được uh, bạn trai mà tôi đã chia tay. Wasure Wassureられないなら... darena nara sonani murini gì đó to omo tớ nghĩ là nếu mà không thể quên được ấy thì sonani murini một cách miễn cưỡng một cách quá sức à vậy thì ý người a sẽ là nếu cậu không thể quên được thì cậu không cần phải quên không cần phải cố quên vậy thì cái nào là như vậy nhé câu một này wasurete shimai ta này là tớ không muốn quên là sai rõ ràng là đang khuyên người kia thì không thể nào nói là dùng như này thì là cái cái người A này là người muốn hay không muốn quên đúng không? Loại. Câu 2 là wasure wasure yo yo. Có nghĩa là tớ đang cố gắng quên là sai nhá. Nó phải là không cần quên cũng được. Tương tự số 3 cũng vậy. Có lẽ sẽ quên. Và số 4 là wasure yo to các bạn được học rồi. Temoi có nghĩa là không cần thiết phải làm điều gì đấy cũng được. Thì cái đây là ngữ pháp ghép thôi. Yo to suru là cố gắng thì câu này nó thành là không cần phải cố quên à, hợp nghĩa đúng không nếu không thể quên được thì tôi nghĩ không cần phải cố quên một cách gượng ép như thế đâu đúng sẽ phải là bốn câu số bốn hai và ta ni no kara jibun ga yaritai koto ni yarasete tôi ấy thì từ khi còn nhỏ à, đây cho làm tự do những cái việc tôi muốn làm được bố mẹ Vậy các bạn thấy ở đây có là điều nhị đúng không Trợ từ nhị vậy thì có nghĩa là mình nhận được cái sự cho phép từ bố mẹ Thì chắc chắn là không thể dùng cư đê được rồi Loại 2 và loại 4 nhá Nếu là bố mẹ cho mình làm gì đấy thì phải dùng là trợ từ ga Đây là ni thì phải là mô Vậy thì còn một với ba thôi nó khác nhau ở chỗ Cái đây là tê cư rự và cái này là tê kita. Thì ở đây là gì đấy từ bé đến bây giờ ấy Thì phải dùng tê kita chứ không thể là tê cư đúng nhỉ Đấy hiện tại Đây ví dụ này Lúc khi mà người ta nói câu này là người ta đang ở hiện tại nhá Và người ta nói về một cái sự việc mà từ quá khứ đến hiện tại Đấy Thì phải dùng tekita chứ không được dùng tekuru Tiếp theo sang bài dấu sao Câu số 43 Yamaya Shokubutsu no Shashinka 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 Yugo Nichi kara ABC de Toshite no uh, Iwamoto Masaki -shi, yume na Cái dấu sao nó ở ngay đằng trước đây nhưng mà chưa chắc là đã dễ điền đây các bạn thấy là có xin tên là cái triển lãm ảnh nó là một danh từ vậy thì đằng trước nó có thể là một gì đây đằng trước nó có thể là một tính từ chẳng hạn có thể là bốn một triển lãm ảnh nổi tiếng cũng có thể là no là, là gì nhỉ À, nối hai danh từ với nhau đúng không? Vấn đề bây giờ chúng ta phải lập luận tiếp. Ở đây các bạn thấy này có yama ya shokubutsu no shashin là một cái nhiếp ảnh gia chụp ảnh về núi và động vật ấy. Đây là một cái từ chỉ nghề nghiệp shashin vậy thì đằng sau nó sẽ phải là gì? Sẽ phải là một đúng không? Là toshite là với tư cách. Đấy, vậy các bạn sẽ ghép được số 1 sẽ ở ngay đằng sau cái xã sinh cờ tiếp theo các bạn thấy có nhé là gì nhở à, vậy thì bây giờ ấy, nó sẽ có hai trường hợp này thứ nhất các bạn cho cái từ humena vào đây đấy các bạn cho cái từ humena vào đây à, thì chúng ta sẽ phải xếp như thế nào nếu như các bạn cho humena vào đấy nhá bây giờ giả sử xếp cho 4 là humena vào đây Đấy. Thì sao nhỉ? Thì còn số 2 và số 3, đương nhiên là nô no chúng ta sẽ phải cho vào đâu đấy. Nô no chúng ta sẽ phải cho vào Đây. Nô no này, 3 này. Iwamoto Masaki C. chữ C đâu nhỉ? Đây và số 2 là Nô no ở đây đúng không? Nếu mà xếp như thế này ấy, thì nó thành là cái triển lãm ảnh nổi tiếng ấy của ông này là được uh, tổ chức được uh, Tổ chức ở cái tổ ở cái trung tâm thương mại ABC từ ngày 15. Xong tự nhiên lại thừa ra cái dòng với tư cách là một những ảnh ra. Vậy là sai. Vậy thì bắt buộc là không thể cho cái Yumena nó ở trước cái này được. Vậy thì phải cho Nô no đứng trước. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ có như thế này. Và cái Yumena phải cho vào đâu đây? Phải cho ở đây nhá. Thì câu nó sẽ hợp nghĩa. Đấy là ông... Này ấy, là một người nổi tiếng với tư cách là một nhiếp ảnh gia. Đấy thì chính xác. Như vậy thứ tự đúng của chúng ta sẽ là 1432. Các bạn sẽ khoanh đáp án số 2 là no. Câu này là gì đây? Triển lãm ảnh của ông Iwamoto Masaki, ấy, là một người nổi tiếng với tư cách là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh núi và động vật sẽ được uh, tổ chức tại uh, trung tâm thương mại ABC từ ngày 15 Câu số 44 Kodomo no koro wa ichi nen ga nagaku kanji rareta no Toshi o toru gì đó, da Ngày còn nhỏ ấy, thì chúng ta cảm thấy một năm nó rất là dài Thế nhưng mà to, Toshi o toru tức là già, đúng nhỉ? Thêm tuổi này No wa ni tsurete na ze Mizika ku Ở đây chúng ta thấy có Nitsurete thì chắc chắn phải đi với thẻ rự đúng không? Đấy, thì có thể là Đi với thô rự hoặc là đi với cái từ này Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là Cảm thấy nó ngắn Ở đây là thêm tuổi Vậy thì phải là càng thêm tuổi càng cảm thấy ngắn Vậy thì nitsurete chắc chắn là chúng ta phải cho đằng sau Cái toshio thô rự Như vậy các bạn sẽ xếp được uh, Số 2 Sẽ ở ngay đằng sau cái kia Vậy bây giờ còn 1, ba và 4 thì sao Ở đây có noa đúng nhỉ Vậy chắc chắn nó sẽ phải đi đằng trước là thể thường Đấy Như vậy chúng ta sẽ có bốn mizikaku kanjiru yoni naru tiếp theo là một noa và ba naze hai bốn một ba các bạn sẽ khoanh đáp án đúng là đáp án số một nhá noa câu này là ngày bé thì chúng ta cảm thấy một năm nó rất là dài thế nhưng mà ấy à, cái lý do đúng không cái lý do mà càng lớn chúng ta lại càng cảm thấy nó ngắn thì uh, không biết là tại sao tiếp theo câu 45 mươi lăm do yona gì đấy này ga kawate kuru no de junban o isiki shite hanasu hitsuyo ga aru thông tin nhá xong dono yona đang để cách ga kawate kuru no de cái gì đó sẽ thay đổi cho nên sẽ cần phải ý thức về cái thứ tự Cần phải nói và ý thức về cái thứ tự này Ở đây các bạn thấy có là Ga kawate kuru Trợ từ là trợ từ ga Vậy thì một cái gì đó nó thay đổi Phải là một danh từ Thì ở đây có danh từ là mấy nhỉ Chỉ có số 1 đúng không Đấy Là một danh từ thuần Thì chúng ta sẽ phải cho một Đứng ngay trước cái này Aite no Uke Tomé, kata cái cách hiểu cái cách chấp nhận của đối phương. Tiếp theo, dono Yona Đằng sau đây phải là danh từ đúng không? Bắt buộc đằng sau đây phải là danh từ. Đấy. Vậy thì đương nhiên là đằng sau đây sẽ phải là mấy? Phải là bốn. Jumande. Tiếp theo, còn số 2 và số 3 thì đương nhiên là sẽ phải là mấy đây? Phải là hai trước tê di sư và ba niote thứ tự đúng là bốn hai ba một các bạn khoanh đáp án số ba câu này có nghĩa là gì câu này là tùy thuộc vào ấy tùy thuộc vào cái việc nhá chúng ta uh, gì chúng ta đưa ra thông tin Chúng ta trình bày thông tin Theo cái thứ tự như thế nào đấy. Thì tùy vào cái đấy Cái cách tiếp nhận Cái cách hiểu của đối phương nó sẽ thay đổi Cho nên là khi mà nói chuyện Thì cần phải ý thức đến cái thứ tự trình bày uh, Sắp xếp thông tin đấy Câu số 46 Nihon đều ạ Kyuju kyu sai no o iwai o nó viết như này toimas ở Nhật ấy thì người ta viết cái mừng thọ 99 tuổi là cái chữ bạch và chữ 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 thọ này. Chữ bạch là màu trắng đấy. Ở dưới người ta sẽ giải thích cái 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 cái, cái lý do Hyaku no ji kara ichi o toru so yobarete imasu to naru koto kara shiro to iu à các bạn thấy này. Từ cái chữ bạch là 100 nhá ấy, bách là 100 Lấy đi lấy đi cái nhất ở trên thì còn bạch Thì thành ra là người ta gọi 99 là trừ 1 đấy Thì thành cái chữ bạch này Vậy thì đương nhiên chúng ta sẽ phải xếp như thế nào đây nhỉ Ichio toru Thì đằng sau phải là ngữ pháp hoặc là danh từ đúng không Thì đây sẽ phải là một này Tố Khi mà lấy đi một đấy thì nó sẽ thành gì Nó sẽ thành số 4 Shiro Tô Toyu. Tiếp theo là hai. Ji ni naru. Và cuối cùng là ba. Koto kara. 1, 4, 2, 3. Các bạn sẽ khoanh đáp án số 2. Câu này có nghĩa là uh, từ cái việc cô tổ cả đà là ngữ pháp N3 từ cái việc ấy mà khi lấy đi một lấy đi cái số 1 từ cái chữ bách thì nó còn cái chữ nó tạo nó, nó nó biến thành cái chữ 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 bạch này cho nên người ta mới gọi là như vậy tiếp theo câu số 47 cô si giảng sư nói sai số gì đó Ki te kuru to yu koto wa arimasen ka kono yona shinri gensho zai on su, to imasu bạn gì đây nhỉ bạn đã bao giờ như này chưa bạn có bao giờ có cái có cái kiểu như này chưa ban đầu này thì Kininate mà trở nên thích uchi ni mà ta cự hoàn toàn không có hứng thú gì sho nano ni cái sản phẩm cm nado de nan độ mi chắc chắn là chúng ta phải cho 4 đứng trước số 1 bởi vì là Uchini sẽ đi với v rự v nai hoặc v ti rự cm nando de nando k mi một là Uchini đấy vậy thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải cho mấy đây chúng ta phải cho hai trước ba đúng không nhỉ hai trước ba hai là mataku kyomi nakata và ba là shohinano no ni vậy thì bây giờ vấn đề của chúng ta sẽ là bốn một hai ba hay là hai ba bốn một thì sau khi xếp thử ấy thứ tự đúng sẽ phải là gì đây nhỉ hai ba bốn một nhá bốn một hai ba thì sẽ vô nghĩa có nghĩa là bạn đã bao giờ có cái Uh, có cái sự việc như thế này chưa xảy ra sự việc như thế này chưa đấy là ban đầu ấy sản phẩm đấy là cái sản phẩm mà bạn hoàn toàn không có hứng thú gì hết thế nhưng trong lúc mà bạn xem nhiều lần cái quảng cáo thì bạn lại trở nên uh, để ý đến nó thích đến nó thì người ta gọi cái hiện tượng tâm lý này được gọi là cái gì nhỉ cái hiệu quả lặp lại đúng ở đây sẽ là đáp án số 4 tiếp theo chúng ta sẽ sang bài Môn đài số 9 ngữ pháp trong đoạn văn. Tên bài là Dento kara sai shin gizutsu e từ truyền thống đến kỹ thuật mới nhất, kỹ thuật tối tân. Ima mo mukashi mo kuromotachi ni iru origami. Cái trò origami ấy mà cả ngày xưa lẫn bây giờ đều được uh, các bạn trẻ, các em nhỏ rất là thích này. Sona mizikana origami ga ima Origami Kogaku toyu môn tonate iru Cái trò origami nó Gần gũi như thế Bây giờ nó đang trở thành một cái bộ môn Một cái môn học được gọi là khoa học uh, Origami Ichireo Một ví dụ à, Các bạn thấy 48 đã điền cái gì Agete Đang đưa ra một ví dụ Cố gắng đưa ra một ví dụ Ageyo Cùng nhau đưa ra một ví dụ và có lẽ sẽ đưa ra thì chắc chắn đây phải là số 3 đúng không? Đấy. Người ta đang đưa ra vấn đề và người ta trình bày là à vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra một ví dụ nào, đúng nhỉ? Thì sẽ phải là đáp án số 3 nhé, không phải là án còn lại. <laughs> Tiếp theo, no ote tatamu koto to TATANDA MONO HIROGERU KOTO KENKYU Có một cái nghiên cứu, đấy là gì đây nhỉ? Đấy là sử dụng Hai cái đó là cái gấp gập Cái giấy origami Cũng như là cái việc mà gì nhỉ? Trải rộng cái thứ mà đã gấp ra OKINA MONO shi SORE O KANTANI MOTO NO OKISA NI MODOSU HOHO TOSHITE De ga origami ga cái origami ấy Nó đang được Nó đang được, nó đang được nó Chú ý Đấy Bởi vì sao? Bởi vì ấy Có thể Làm thay đổi cái Độ lớn cũng như là hình dạng Chỉ với cái Việc gấp thôi Chỉ với cái Chỉ với cái việc gấp Với tư cách là một cái phương pháp Mà đưa cái gì nhỉ với một với tư cách là một phương pháp mà người ta sẽ uh, làm nhỏ những cái thứ lớn lại đấy và sau đấy là người ta đưa gì đây nhỉ người ta đưa cái đó về cái trạng thái về cái độ lớn ban đầu một cái đơn giản thì các bạn hiểu rằng ấy cái này nó hơi khó hiểu một chút ví dụ như là khi mà nghệ thuật gấp giấy ấy, đúng không thì sẽ phải gấp những cái tờ giấy rất là to thành những cái thứ nhỏ nhỏ dần nhỏ dần thành những cái món đồ thật ấy. đấy đấy gọi là làm nhỏ lại những thứ lớn nhá chẳng hạn như là gấp những cái tờ giấy lại và sau đấy ấy, người ta sẽ dùng cái cách nào đấy nhá để người ta từ cái gấp đấy được nó nhỏ như vậy được thì người ta sẽ gì nhỉ người ta sẽ đưa nó về trạng thái ban đầu là trạng thái to những cái tờ giấy lúc mới gấp ấy đọc tiếp thì sẽ có cái một vài cái giải thích ở đằng sau nó sẽ cụ thể hơn Tada ote chisaku suru no nara shinbun o ori tatamu yoni nankai mo oreba ii có điều là nếu như chỉ là gấp nhỏ lại ấy, thì sao? Thì chúng ta chỉ cần gấp mấy lần giống như là chúng ta gấp tờ báo vậy. Đấy, như bên này người ta nói là một cách rất là đơn giản đúng không? Shikashi, sore de wa hirogeru toki ni tatanda bun no kaisu dake hiroku koto ni naru. Thế nhưng nếu mà làm như vậy thì khi mà trải rộng ra ấy thì sẽ cần phải mở ra theo cái số lần mà đã gấp ban đầu. Đấy, tức là nếu mà nếu mà gấp đơn giản như là gấp tờ báo thì khi nào mà muốn trải rộng tờ báo ra thì phải làm sao phải mở ra đúng như cái số lần gấp ban đầu vậy thì sẽ mất rất là nhiều công đoạn khá là tốn công thì người ta viết tiếp này 49 là liên từ ikini motono okisa ni modoseru origami orikata o kaihatsu suru tame ni kenkyu ga kasane có một cái nghiên cứu đúng không nhỉ để phát triển cái cách gấp làm sao để ikini là một một lần một lúc, một loạt đấy mà có thể đưa về cái trạng thái gốc ban đầu tức là không phải là uh, gấp bằng nào đường gấp. Đấy. Thì cần phải mở ra bằng đấy mà chỉ cần một lần thôi. Vậy thì 49 sẽ là gì? Tadashi shikamo sokode kaete Ở đây phải là đáp án số ba số code đúng không? vì vậy đằng trước người ta đang nói nhá nếu như mà gấp theo kiểu bình thường thì cần phải mở ra đúng bằng số lần như vậy đúng không? mà đằng sau lại nói là tìm cách nào đấy để cho mà chỉ cần mở một lần thôi là được vậy thì sẽ phải là vì vậy người ta đã tìm ra cái cách uh, gì nhở? người ta đã tìm ra cách mà làm sao để uh, chỉ cần gấp chỉ cần uh, mở một lần là ra như vậy là phải đáp án số 3 quan hệ uh, nguyên nhân kết quả Tadashi là có điều Shikamo hơn nữa thêm nữa cái tên ngược lại đều không hợp lý chúng ta sẽ điền vào đây là số cô đệ sono keka nankai otta ato demo ori tatanda jotai kara ryotan Oh, -no -ni -ho -ho -ni -no vậy thì kết quả là ấy, cho dù là chúng ta có gấp bao nhiêu lần đi chăng nữa nhưng mà chỉ cần kéo hai đầu từ cái trạng thái gấp đấy ấy, thì có thể gì đây nhỉ có thể đưa nó về cái 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 dạng mặt phẳng ban đầu đấy, ví dụ như là cái tờ giấy mà gấp rất là nhiều đường gấp nhưng mà nhờ một cái kỹ thuật gấp đặc biệt không cần phải trải là không cần phải mở ra đúng bằng số lần gấp nữa mà chỉ cần kéo hai đầu là đã về được cái trạng thái gấp ban đầu rồi trạng thái của cái tờ giấy ban đầu rồi đấy xong đoạn sau nó sẽ ghi là ứng dụng này kono ori o gì đấy jinko ni taiyo denchi panel nado no ga iru số 50 phải điền nhé cái, cách gấp này những cái thiết bị mà được sử dụng chẳng hạn như là cái pin mặt trời sử dụng trên các vệ tinh nhân tạo số 50 điền cái gì dioshite xin lỗi katsuyoshite katsuyosuru hoka ni katsuyosuru made và ni mo kakawarazu số 1 là sử dụng đúng không Đấy, sử dụng cái cái cách gấp này áp dụng cái cách gấp này tận dụng cái cách gấp này đáp án đúng là một nhá đây chúng ta sẽ xem ở phần trên đằng sau là kết quả đúng không thì đằng trước sẽ phải là gì nhỉ vt người ta làm để làm thế để nhằm mục đích gì đó số 2 này hô cá ni ngoài ngoài cái việc sử dụng sai đến mức sử dụng sai ni mộ là bất kể bất chấp cũng sai luôn Đấy, đúng là vt thôi bình thường thôi tiếp theo so chiếu ừ chiếu Hà hako bự rocket no yorio ni wa genkai ga ari Sochi wa chisaku shinakereba naranai Bởi vì cái dung lượng của cái rocket tổ Của cái tên lửa Mà vận chuyển những cái Thiết bị lên vũ trụ nó có giới hạn thôi Cho nên cái thiết bị đấy ấy, sẽ phải làm nhỏ Dakara toite Bunkat shite Buhin ni suru to Uchiu kukan de kumi tateru Gizutsu ga Hitsuyo to naru Nó Mặc dù là nói vậy, thế nhưng mà nếu chúng ta Uh, phân cắt nó ra thành những cái phần nhỏ biến nó thành những cái phần bộ phận nhỏ hơn ấy thì sẽ cần phải có một cái kỹ thuật mà uh, ghép nối nó lại ở trong không gian vũ trụ Kokoni kenkyu no se và ở đây ấy, cái thành quả nghiên cứu nó được vận dụng Kai hát sareta ori kata o tsukaeba sochi o ori tatande chisaku suru koto ga nếu như sử dụng cái cách gấp đã được uh, nghiên cứu ấy Thì có thể gấp những cái thiết bị lại một cách nhỏ gọn Và khi mà ra không gian vũ trụ Thì có thể trải rộng ra một cách đơn giản Vậy số 51 sẽ điền cái gì? Tôi yêu nổ Cờ đang đặt câu hỏi nghi vấn Sai Kano yoda Như thể so sánh với von cũng sai nhá Noda Roka là liệu rằng có làm được điều đấy không? Vẫn là câu hỏi nghi vấn sai. Đúng đây phải là 4. Toyu có nghĩa là thành ra là có cái kết quả như vậy. Đấy. Nếu như mà ứng dụng cái kỹ thuật gấp đó ấy, thì sẽ có được kết quả đây. Như vậy đúng đây sẽ phải là đáp án số mấy đây? Đáp án số 4. Tiếp theo. Dentotekina na アソビ宇宙で、使われる最新技術につながっているガテイ一ベのモチョチョイチュントウン、ノランケットノイトイ、キキトウェッオリガミデ、通して、宇宙ラ、学や技術開発の分野にも興味を持オリガミ này vừa chơi gấp giấy đúng không? vừa chơi gấp giấy cùng với con này à, thông qua cái việc gấp giấy những cái câu chuyện nhá những cái câu chuyện những cái câu chuyện khoa học như thế này ấy, số 52 sẽ phải điền cái gì? Citimetagran là không muốn thử là sai số 2 là cư này dù có thử làm điều đấy thì cũng không tệ Chính xác đúng không? Số 2 Số 3 là gì nhỉ? system miso Có vẻ không thử này Sai này Shite mitemo hajimara này Dù có thử cũng không có cái gì xảy ra Không có gì bắt đầu Sai Đúng sẽ là 2 Ý câu này ấy, người ta bảo là vậy thì thông qua cái việc gấp giấy đúng không? Đấy. À, thông thông qua cái việc gấp giấy nhé, à, chúng ta có thể thử nói vừa chơi gấp giấy với con vừa thử nói những cái câu chuyện khoa học như thế này, nó không hề tệ, điều này không hề tệ, bởi vì thông qua cái việc gấp giấy đấy ấy, thì có lẽ là bọn trẻ nó sẽ có được cái hứng thú vào những cái lĩnh vực chẳng hạn như là phát triển khoa học kỹ thuật hay là lĩnh vực vũ trụ, khoa học vũ trụ vậy đáp án đúng chúng ta sẽ là đáp án số mấy đây nhỉ? Đáp án số 2. Thì đó là phần chữa bài. Thực ra là xin thấy là cái phần uh, ngữ pháp cho đoạn văn của cái đề này nó hơi khó. Nội dung khó hiểu mà cái cách mà cái việc chọn đáp án thì nó cũng khó hơn những đề khác. Đấy thì các bạn lưu ý nhá, những cái điểm chú ý khi mà làm bài. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học ở uh, những video chữa bài sắp tới.